với kênh video của công ty Vinacom. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn đó là sản phẩm đầu phun áp lực Vikino với model là VKN30C. Hãy cùng xem chiếc đầu xịt này như thế nào nhé. Ở đây ta có thể thấy bộ phận đi theo máy gồm có một bộ dây hút và một bộ dây xả, buli, lọc rác. Và đi kèm theo đó là sách hướng dẫn sử dụng và bộ phun thay thế. Máy có công suất 2 HP, tốc độ từ 800 đến 1000 vòng trên 1 phút, áp lực nước từ 10 đến 35 kg trên cm vuông, lưu lượng nước từ 14,5 đến 25,5 lít trên 1 phút. Trọng lượng của máy 12 kg, có 3 bít tông là bằng thép có độ bền cao. Trên thân máy ta có đồng hồ hiển thị áp lực. Đầu van bi được làm bằng đồng chống oxy hóa. Tay cầm chỉnh áp. Đầu hút và đầu xả. Có 3 núm châm mỡ để bôi trơn bít tông. Nắp chân nhớt có lỗ thở. Phía trước ta có thể thấy là có mắt thang nhớt, ốc xả nhớt. Hai bên có trục gắn bu li kết nối. Trên được làm bằng thép sơn tĩnh điện. Đầu xịt áp lực VKN30C kết hợp với motor được dùng cho máy rửa xe, máy bơm phun xương. Đầu xịt được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản nên có chất lượng và độ bền cao. Máy cho công suất phù hợp với các hộ gia đình, các gara, sửa chữa ô tô, xe máy. Máy có giá thành rẻ, đem lại hiệu quả cao cho công việc. Trọng lượng nhẹ, giúp người dùng dễ dàng di chuyển đến mọi vị trí sử dụng khác nhau. Vậy bạn còn chần chừ gì nữa, hãy gọi ngay cho chúng tôi để đặt hàng qua số hotline 0988 397 33. Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại comment bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.